người ta dân 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 đây người ta mời, người ta lên đó, người ta mời của xã với lại những người trên xã là có thẩm quyền này như là chủ tịch để mời ra nói chuyện, mà rút cuộc ra thì bây giờ chủ tịch thì trốn tới không có gì, mời dân lên mà rút cuộc cho những anh lực lượng công an giống mẹ quán nhân tôi và một người đi bệnh viện ra nè. Dạ ở đây chắc nếu mà đếm ra tôi phải 2000 mấy người anh. Dạ không không, đây họ không có tội mà bây giờ họ đem lực lượng cơ động và giao thông hành sự, họ bây giờ có áp chế dân, đàn áp dân thôi. Dân của chúng tôi nếu mà nán như vậy, anh nghĩ đi, nếu mà dân tôi là nán hoặc là phun xăng như anh như anh làm bóng thì dân của tôi đâu có thể mà bị bắt ra được. Cái gì lực lượng công an thì cao tay chỉ là 300-400 người đi, nhưng mà hàng ngàn người dân ở đây mà, thì nếu mà làm như vậy thì dân tôi đâu có bị bắt, mà anh những anh cũng buồn phải bị chết. Chứ còn đây dân người ta là người ta chỉ đổ vấn đề ra thôi, dân tôi rất hiền, chỉ có ra là bà già và một số những người phụ nữ thôi, mà đâu có cầm kệ cầm cây hoặc là cầm một vấn đề mà hung khí là không có luôn. Dân tôi đi ra không mới bị lực lượng công an nó khống chế, mà những số khống chế là rất ác rất tàn nhẫn, họ quánh đập giả mang, họ lao đầu rồi họ lao đầu tôi, tụi tôi như là những số nó thẻ ra như là một con chó chứ không phải là một con người, vì người với nhau không ai đối xử như vậy cả, anh thấy không? Rồi một số thai phụ người ta đã nói là người ta có bầu bì, nó nữa lòng nào lòng nó đá nó đập người ta về để cho con người ta phải xảy cái hài nhi ra đi. Cái là ngày hài nhi rất quan trọng, anh thấy không, là một mạng, là một sinh linh, một mạng người, nhưng mà họ coi không rẻ ràng, không có gì hết. Nhằm tìm cái giải pháp để khắc phục cái sự cố của máy.